gì nhỉ? Cô Bạch Đằng. Bây giờ cô Bạch Đằng à? Đây là cô Bạch Đằng đây, Hải Phòng á. Mời các bạn đến đây, cầu Bạch Đằng. Lý trình dài 127 km, bắc qua sông Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng. Quá đẹp quá. Còn bên dưới là dòng sông Bạch Đằng. Nơi nơi chiến tích của chiến thắng quân Nguyên. Có cái gì đó à? Tay màn đó, tay máy đó. Qua cháy nhà quyền. Mà thì... thành phố Hải Phòng nó nghiêng ra trước mắt chúng ta và các bạn xem. Đây một cái cầu dài đẹp. Ấp của thành phố Hải Phòng đấy. Có lên loa không hả Lực? Có lên được. Tưởng có mic ở xe. Đây, à. Đây là sông Bạch, con sông Bạch Đằng. Cảng. Các bạn xem cái cảng. Cảng Bạch Đằng. Đình Vũ. Cảng Đình Vũ. Cảng 189. Thì quay ở trong thành xe thì nhìn nó không được rõ. Đấy, nhảy cầu quay nè. Đấy, đang cầu đấy thôi, nhảy gì. Nhảy những cái tài xế bỏ vứt à. Chạy vứt à. Nhảy cầu Bạch Đằng này không được gì. Ờ, cầu Bạch Đằng này nhảy vô tư luôn đấy nhảy. Nhảy vào cái cọc rồi đi tiêu đấy. Thì vừa hát là ruột lát thì tan đấy. Vừa cơ bộ nhảy vô cầu Bạch Đằng cũng được cái bài hát đó. Ruột lát thì tan thôi. Đây là cảng là Bình Vũ. Đây là cái phần là sông Cấm. Sông Cấm Hải Phòng. Ông Khải à? Ừ. Ông sẽ vào nhà hàng Cánh Diều ngồi uống tí rồi về. À. Tí đưa 70.000 về ta mình. Nhà hàng Cánh Diều kia. À, nhà kia gì đấy? Đấy. Ừ, nhà hàng Cánh Diều đấy. Xong là tí ông gọi xe 70.000. Đưa về tận nơi. Có 70.000 á? 70.000 thằng Xuân Vũ. À, Xuân Vũ á, nó rẻ thế. Còn nếu mà trung tâm thành phố Hải Phòng 150. À. 120. Kia là thành phố Hải Phòng nha, đấy. Còn nhà hàng Cánh Diều nó ở bên ngoài này. Nhà hàng Cánh Diều đấy. Xa xa là cái nhà hàng Cánh Diều có nhiều chân dài. Các bạn muốn đến Hải Phòng thì nếu mà ông đến nhà Cánh Diều nhá. Mà ông bảo tí chân dài nó khuyến mại tiền xe ô tô nó cho luôn, không cần nữa. Đấy. Thì ông lúc đấy ông phải đi đi gì đoàn kết. Đi đoàn kết thì phải. Đi đoàn kết thì đoàn kết cho đón khách máy bay ấy. Về nhà Cánh Diều ăn. Đây là mình đi thẳng. Mình vẫn tiếp tục qua cái cầu này nhỉ. Đấy. Cầu này nó sang. Các bạn đã xem vào cầu vượt Đông Hải. Đất nước Việt Nam. Giá rẻ cực kỳ 300 cả cưới cá nổi. Vậy thế ạ? Vâng. Rất rẻ thế. Sao này tôi giá rẻ bất ngờ. Được ạ. Giới thiệu cho ông Khải biết đấy. Ngã ba đi Vũ đi vào. Ngã vào đến cầu vượt Đông Hải. Giá rẻ bất ngờ. Cả cưới cá nổi. 300.000. Có 300.000 quá rẻ nhỉ. Càng nghe các em nào đi vào cầu vượt của nhiều gì nhỉ? Nhiều các em đẹp. Cầu vượt gì cho bến xe Liệm nhỉ? Cầu Niệm á, Niệm. Không. Niệm Nghĩa. Vinh Niệm. Vinh Niệm à. Cầu vượt cho bến xe Vinh Niệm. Cả cứ cả nổi 300.000 vợ. Mày thế. Mày đâu. Được ạ. À, là cầu tốc. Tỉnh Bãi Giác của nó ra màn kìa. Bãi Giác kia phải không? Bãi Giác kìa. Như núi luôn nhỉ. Trong trên đường công nhận bây giờ sao ra rác lắm thế nhỉ. Thải ra cái bãi rác bây giờ nữa. Bãi Giác hả không? Ngày xưa làm gì có ra nhiều rác thế đâu nhỉ. Bây giờ ra mà nữa. Cổ toàn lá. Lá mới đi chờ quăng thúng. Làm gì có túi bóng đâu. Chờ không có túi bóng. Lúc Tân Phú 2. An An ở lâu có cái gì bà. Nói là lá vàng với lá sen với lá khoai. Lá khoai. Lá chuối. Lá chuối. Đấy. Rượu thì rút lá chuối. Lá chuối. Rồi thì lá sen với lá khoai.
khoai thôi, không gì có lá, có lá dưới túi dưới bóng mình đâu bây giờ. Ừ, Tết Đoan Ngọ thì các cụ là ủ với lá khoai với lá sen. Ừ. Rửa đường đây là. Đang rửa đường ấy, đang tưới đường ấy. Đây như con trẻ bây giờ là nó đây là xe tưới đường.